Trương Đình. Trương Đình sinh tại làng Tu Cung, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nay là xã Tỉnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cha ông là lãnh binh Trương Cầm, từng là hiếu thủy vệ úy ở gia đình dưới thời vua Thiệu Trị. Năm 1844, Trương Đình theo cha vào Nam. Sau khi cha mất, ông ở lại nơi cha đóng quân. Sau đó, ông kết hôn với bà Lê Thị Thường, vốn là con gái của một hào phú ở huyện Tân Hòa, Gò Công Đông ngày nay. Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn hoang của tướng Nguyễn Tri Phương, vợ chồng Trương Đình xuất tiền ra chiêu mộ dân nghèo, lập đồn điền ở Gia Thuận, Gò Công. Vì thế, ông được nhà Nguyễn bổ làm quản cơ, hàm chánh lục phẩm. Đồn điền Gò Công của ông sau này trở thành căn cứ chống Pháp. Những dân phu đồn điền cũng trở thành nghĩa quân dũng cảm, cùng ông bảo vệ thành gia đình và đánh thắng giặc Pháp ở nhiều nơi khác. Tinh thần chống Pháp của Trương Đình đã khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân. Phong trào chống Pháp nổi lên từ Sài Gòn, Gia Định, lan rộng ra khắp Nam Bộ, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại nặng nề. Một số tướng lĩnh triều đình cũng đem quân về gia nhập nghĩa quân. Lực lượng quân khởi nghĩa có lúc lên tới 6.000 người. Cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu là bạn tâm giao, thường xuyên đến gặp ông để bàn bạc việc quân. Biết ông xuất thân từ tầng lớp quan lại, tướng Pháp Bonnat viết thư dụ ông đầu hàng sẽ có phần thưởng lớn. Ông xé thư không đáp. Triều đình Huế phong cho Trương Đình chức phó lãnh binh tỉnh Gia Định. Nhưng giữa lúc thanh thế nghĩa quân đang lên, thì ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình Huế ký nhượng 3 tỉnh miền Đông, Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và đảo Côn Lôn cho Pháp, đồng thời ra lệnh triệt thoái phong trào kháng Pháp của nhân dân. Vua Tử Đức cử Phan Thanh Giản mang chiếu dụ ông giải giáp nghĩa quân về triều đình nhận chức cao, nhưng ông từ chối. Tháng 9 năm 1862, ông rút quân về Gò Công. Nhân dân tôn ông là Bình Tây Đại Nguyên Soái. Ông trở thành ngọn cờ đầu của phong trào yêu nước chống Pháp ở Nam Bộ cuối thế kỷ 19. Ngày 16 tháng 12 năm 1862, Trương Định đã ra lệnh tấn công các vị trí của quân Pháp ở cả ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đẩy Pháp vào tình thế lúng túng bị động. Ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn phản bội, dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao vây, đánh úp vào bản doanh Đám Lá Núi Trời. Trương Định bị trọng thương, gãy xương sống. Ông đã tuẫn tiếp để khỏi rơi vào tay giặc. Năm ấy, ông 44 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã làm 12 bài thơ và một bài văn tế biếu ông. Trong đó có câu: sống làm tướng khiến quân phù kinh hồn bạt vía, thác làm thần phù hộ quân dân gìn giữ non sông. Nhân dân Nam Bộ vẫn thờ ông hàng đầu trong bàn thờ trăm quân đằng kỳ, bàn thờ của những vị anh hùng có công giữ nước.